Xin chào các bạn, trên tay tôi đang cầm một chiếc màng bơm của máy bơm màng TDS. Các loại máy bơm màng TDS có kích thước 1/2 inch với chất liệu là teflon. Nên các bạn thấy đây là màng của bơm màng TDS Đài Loan nha các bạn. Tôi sẽ cho các bạn coi là cái kích thước của cái màng bơm này nó là bao nhiêu nhé. Cái này thì nó rơi vào khoảng 14.2 này, 14.2 centi các bạn. Về cái độ dày của màng này, chúng ta kiểm tra này, 1 ly như các bạn. Với các màng teflon thì thông thường là 1 ly. Các cái màng mà màng cao su như cao su LBR thì nó dày hơn. Các bạn vui lòng liên hệ với số hotline hoặc là comment ở phía dưới để chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại.